Dạ con xin kính chào cô chú trên cộng đồng mạng ạ. Dạ cái clip hôm nay thì con nói về Nan Ca nghe cô chú. Bây giờ thôi mình chăm sóc Nan Ca đi cô chú ơi. Tại vì cô chú biết làm sao không? Thằng Nan Ca nó cũng như là nó lên nó nói đó cô chú. Nó nói là mình đu chen, bu farm, câu like, câu view đu theo nó để kiếm tiền cô chú. Thôi kệ đi. Bây giờ mình kệ đi cho những gì nó nói là mình đúng đi theo cô chú. Nên mỗi ngày con đều đu theo Nan Ca nghe cô chú, để con kiếm like, kiếm view, để con kiếm tiền đó. Nên là cô chú cũng thông cảm ha, mình chăm sóc đặc biệt nó đi ha cô chú ha. Mình làm theo ý nguyện của nó, là nó nói là nó là nhân vật nổi tiếng, nhân vật đình đám này nọ, mình phải đu theo nó, mình phải kiếm tiền ha cô chú. Rồi ok, đồng ý luôn ha Nam ha. Đó, Nam cho mình xin nghe Nam, cho mình đu theo Nam nghe Nam. Tại vì Nam nổi tiếng quá trời nghe Nam. Nên mỗi ngày mình đều đu theo để mình câu like câu view ha. Thông cảm ha, Nam nổi tiếng lắm. Hiện gì nè cô chú, con nói thử cô chú suy nghĩ coi có đúng không ha. Đó, đầu tiên mình nói đó, lấy cái kênh của một chuyện đời thường, lấy cái số tiền trong tài khoản của một chuyện đời thường, lừa cái kênh của anh ca sĩ phòng trà ở Kiên Giang, rồi lấy một cái GA của cái thằng kia nữa. Bây giờ cái thằng kia thì con cũng biết rồi, nhưng mà bánh mì nói chưa có nhớ rõ nghe cô chú, chỉ nghe một cái người bạn học lại nữa thôi. Để từ từ đi, khi mà tụi con đăng lên á, đầu ha, cái người kia ha có cái động thái đi thì con sẽ thông báo cho cô chú, để cô chú hả hiểu rõ thêm về cái bản chất của Nan Ca này. Nói chung á nghe cô chú, với cái bản tánh này và cái chuyện động trời như vậy dám làm, thì mình chỉ biết là một trong những nạn nhân thôi cô chú, còn rất nhiều là nạn nhân nữa của Nan Ca, con bảo đảm luôn. Tại vì mình nè, một lần bắt dính tới 9 lần không luôn phải không cô chú? Đó, chỉ cần bắt dính một lần thôi, còn cái này mình đã bắt dính nó mấy lần rồi thì nó không có đường nào mà nó chạy chứ. Thậm chí ha, con nói cô chú, về nó đang và đã gạt nữa rất là nhiều người nữa, chứ không phải mà dừng lại tại đó đâu cô chú. Thì con cũng có nghe cái thông tin nói về nó rất là nhiều và rất là lâu rồi cô chú, nhưng mà mình thôi kệ, cái chuyện của nó thì kệ đi. Nhưng mà nó quá đáng, nó lợi dụng những cái hình ảnh như Trọng Súng nè cô chú. Nó cũng thừa nhận là nó từ ở Sài Gòn nó về, nó kiếm Trọng, nó rủ Trọng đi làm YouTube này nọ. Vì cô chú cũng thông cảm cho Nam Ca đi. Nam Ca nói gì nè cô chú, con quay những cái trường hợp khác, Nam có tấm lòng đó, Nam muốn về quê đó, bữa hổm đi về tận hả vùng sâu vùng xa, về miền Tây mà Nam quay không có ai coi đó, cho nên là phải quay lại Trọng Súng, quay để có like, có view, để có cái kinh phí để mà đi giúp đỡ người khác, ngụy biện giả tạo không cô chú. Còn thấy nó có giúp cho ai đâu, trước mắt á là ai view cao thì nó quay đó. Nó cũng thừa nhận là nó nói là nó đi làm YouTube gì ra gì, view có like có view nên nó mới đi quay, cô chú thấy không? Thì rõ ràng nó quay thằng Trọng Súng, nó lợi dụng thằng Trọng Súng, nó lấy tiền nó ăn giọng chứ nó giúp ai cô chú? Đó, bây giờ cô chú thấy rồi. Khi mà nó quay em bé bầu đi, không có like có view, thử nó quay em cô chú hổng gài là nó xuống dốc nên nó bỏ đâu quay đâu cô chú. Rồi chú Hậu gì đó, nó quay đó, nó quay đâu có like có view gì đâu cô chú, là nó sẵn sàng nó bỏ dù người ta rất là đang cần đó. Mình nói ví dụ gì đó cô chú, và bất cứ cái trường hợp nào cũng vậy luôn, cần sự giúp đỡ, dù thằng Nan Ca hả nó đang đi hả nó thấy chết chưa chắc gì nó cố đó cô chú. Tại vì không có giá trị lợi dụng, nó là thuộc là cái dạng lợi dụng người khác. Thì mình nói đi, ví dụ như nó nói nó cũng lên nó đính chính này nọ vậy đó, tại vì là nó phải về nó quay hàng trọng để nó có like có view, để nó trang trải cuộc sống hàng ngày đó, thì cũng được đi phải không cô chú? Mình nói ví dụ đi. Nhưng mà cái ở đây mình nói là cái gia đình của thằng Trọng Súng á, là mình đã giúp đỡ và mình đã quay rất là nhiều năm rồi, nhưng mà lên trên cộng đồng mạng người ta dậy sóng đó, người ta chửi nhiều hơn là thương gia đình Trọng Súng tò te đó cô chú. Cho nên mình là cái kênh YouTube và mình là làm không có phải chỉ để dành quay riêng cho gia đình Trọng Súng, mà mình còn đi quay nhiều cái trường hợp khác nữa, còn thiếu gì nhiều, rất là nhiều cái trường hợp để cần quay và cần giúp đỡ gì. Ví dụ như hôm nay không có like có view thì hôm khác có like có view, cái gì cũng từ từ, còn cái này hả nó bất chấp đó cô chú, chửi cô chú rủa nó này nọ, nó quay nó lên nó con ca khịa nữa. Cái thằng Nan Ca này nghe cô chú, là cái thằng này ha, là nó ha, nó dữ dằn hơn phút nó năm chuồng chó đó nghe cô chú. Nhưng mà tụi con không có sợ nó đâu cô chú ơi, kệ nó. Một khi á mình đã dướng vào cái con đường này rồi và mình đã đối đầu với tụi nó rồi là mình không sợ cái gì hết. Cái gì sự thật mình nói thì mình không có sợ.
mình đừng nói dốc nói thêm, nó bớt này nọ, người ta nghe cô chú có làm sao mình nói làm vậy đi, đố cha thằng nào làm được gì mình đó cô chú, đó là sự thật. Quay thằng trọng súng đi, lúc trước cô chú nhớ nó quay không, nó quay toàn là nó bươi, nó móc, nó này nó nọ, nói chung là nó nói để cho gia đình trọng bị chửi đó. Còn cái thằng trọng thì cái thằng này nó ngu lì rồi, nó dốt nát rồi, nó lười biếng rồi, rồi nó thích vui nữa cô chú, ai ngủ đi đâu là đi đó hả, còn hả vợ con này nọ hả, sống chết mặc kệ nó. Con nói rồi, mình nói mà mình không phải mà mình biêu xấu con thì này nọ cô chú, có thằng chồng như vậy ha, rồi cũng chán nản lắm, rồi ha nó đi đây đi đó đi, rồi ha mơi mốt con thì nó chán và nó nản, nói không nghe riết rồi nó bỏ đi, nó lấy chồng khác đó cô chú. Mình nói thật luôn á, cái đó là con không phải mà con nói đâu cô chú, con không phải nói bừa đâu, con cũng từng thấy rồi, nói riết rồi không nghe, riết rồi nó nản rồi nó bỏ đó, rồi tới đó khóc lóc gian xin này nỉ ỉ ôi thì ơi quay lại này nọ đi nha. Rồi mơi mốt là nó muộn rồi đó, nghe chồng tao nói cho mày biết đó, con mày 4-5 đứa rồi, vợ mày này nọ nữa, mày là trụ cột mà mày đi làm những cái chuyện lơn trơn hôi lông hôi lá của chú, cô chú thấy không, ở nhà đi mình quay đi, thậm chí mình quay gia đình mình là cũng có người coi. Nó nói bắt cười lắm cô chú, còn chồng đó, nó nói giờ nó lên trên Sài Gòn nó đi làm YouTube chuyên nghiệp rồi, chỗ nào có like có view là nó đi quay hả cô chú, con nghe con mắc cười muốn chết, chỗ nào có like có view đâu cô chú, chỉ cho con ơi cô chú. Nó xàm, view hay không view á thì do mình. Còn á, mình nói cái gì nè cô chú, ví dụ đi, ở Kiên Giang cũng có thiếu cha gì trường hợp để quay, hoặc là nó quay con nó khỏi ai chừng mình đã tai tiếng sẵn rồi. Mà nếu mình không biết nhục á thì kệ đi, mình quay gia đình mình lên đi phép cô chú. Có đâu tự Kiên Giang bỏ công ăn chuyện làm và không làm gì chơi này nó đi lên trên Sài Gòn kiếm like kiếm view. Con đi khắp xứ chơi á cô chú ơi, chỗ nào có like có view á thì con đi quay thằng trọng á cô chú. Nó bị thằng Nam vũ. Thằng Nam là một cái thằng xạo, thằng Nam á thì nó lợi dụng thằng trọng súng, cái thằng trọng súng nó ngu. Đó, thằng trọng súng nó đang bị tai tiếng và nó quay là có người coi rồi thì cái thằng Nanh Ca nó lợi dụng cái thằng trọng súng nó ngu. Nó rủ đi lên. Mà cô chú thấy không? Cái thằng Nanh Ca này có phải nó người tốt không cô chú? Đầu tiên á nó cũng đi quay chung với người này, chung với người kia. Cái khi mà nó về á nó muốn dịch mặt cái con đại gia quận 7 đó, cái đầu cái hả nó đi mình ơi nó cô chú á thì nó sợ nhỏ kia đập nó hàng sao á. Cái đầu nó phải kèm theo thằng Thanh à, tới xong xuôi chân lên Sài Gòn nó đá thằng Thanh đó cô chú, nó đâu có cho quay cặp bé bầu tình lon đâu, là nhân vật của nó mà, cô chú thấy nó khốn nạn không. Rồi thằng Thanh núp lùm kia thì nó đâu có ai đâu, cái nó bu bằng phúc cái năm chuồng chó. Mà tụi nó là cái thằng á là một cái nhóm luôn đó, bằng mặt không bằng lòng vì ghen ăn tức ở với nhau, vì sợ cái thằng này nó quay được nhiều view, cái thằng kia nó ít view đó. Nói chung là tụi nó là ích kỷ như vậy đó cô chú. Còn con á, tụi con á, cái nhóm anh em của tụi con phản biện rất là đồng lòng. Đó là gì nè cô chú, là đoàn kết. Kênh anh em nào nhỏ thì cũng vô động viên. Con nói thiệt, nhất là cái kênh bình luận TV cô chú với Yến Thanh rồi đó. Vô phải không cô chú, là con á ha, lúc nào con cũng vô xem và một ngày con xem rất là nhiều lần. Con vô là hầu như là con xem, ví dụ như con vô con xem đây chưa có hết phòng rồi khúc sau nữa ha, rảnh rảnh con vô con xem nữa. Nói chung là con xem hết để làm chi, để cho em nó có cái động lực, nó làm nó có tiền, nó có like có view này nọ vậy đó, nó giúp nó cô chú, nó giúp nó xem. Mình không có cho nó được cái gì rồi thì mình giúp nó, mình vô mình xem nó, mình đăng ký mình ủng hộ và luôn để lại bình luận gì đó để giúp nó có cái động lực để nó làm vậy đó cô chú. Con nói gì nè, mình giúp mình trọng, giúp ông bà rò te, giúp mình tình lon, hay giúp vợ chồng bé bầu để mình giúp mình bình luận tivi còn có đức hơn đó cô chú. Con nói gì nè cô chú, bình luận tivi nó cũng giúp người này người nọ, rồi xong không cô chú, nó em nó bị tật đó, rồi cũng khó khăn trong cái việc kiếm tiền đó cô chú. Thì bây giờ nè, nó làm YouTube nè thì cô chú vô ủng hộ cho nó đi cô chú, khi nó về già nó cũng có cái để mà nó dưỡng già cô chú. Cái đó là mình á, là mình á không cần đi làm từ thiện gì xa xôi hết trơn cô chú thấy không, nó mình chỉ làm cái việc nhỏ thôi, mình đăng ký mình vô xem mỗi ngày giúp em ấy đi. Rồi dưới á cô chú thấy không, thằng bình luận TV đó nó bị tật như vậy đó mà nó vẫn đi hái thuốc nam mỗi ngày nó giúp bà con đó. Thay vì đi mình đi giúp tầm bậy tầm bạ, mình đi giúp những cái hoàn cảnh xàm xí đú nãy giờ con kể đó cô chú, thì thôi mình giúp mình lượng còn có nghĩa tình hơn phải không cô chú. Ít nhất là mình thấy em nó bị tật nguyền đó, nó cũng khổ đó,
Mà trong khi đó em đó còn biết chia sẻ lại cho những cái trường hợp khác nữa đó, thì cái đó đó mình giúp cho nó đi, để cho nó có cái động lực và cho nó có kinh phí để nó giúp đỡ nó đi ha, ra chặt thuốc nam, nó giúp người nghèo, người khó, bệnh hoạn này nọ, phải không cô chú? Còn nay một cái lũ xiên ăn biếng làm xàm xí đú nó lên, nhìn cái bản mặt không là không có ưa đứa nào hết trơn. Cô chú còn nói là một thằng khùng không ra khùng, điên không ra điên, lên nói cừ hề hề hè hè. Còn một cái thằng gì như một cái thằng xì ke ma tí rằng tình đó cô chú, quay phim đó ha, mà nó ngồi hay nó ngồi như lệnh chi nã vậy đó ha, rồi hay nó ngồi cái mặt của nó, con mắt nó lờ đờ như là nó sắp tới giờ đó phải chơi đập đá rồi đó cô chú. Rồi còn cái con nhỏ kia nó mập ù mập ú, mà cái thân của nó rồi hay nó giật con trâu còn chết nữa gì thì mình không chịu làm. Nó lên trên cộng đồng mạng nó ăn xin, mà phải chi mà ăn xin, rồi người ta giúp đỡ nó chịu khó chịu xiên này nọ, nó làm ăn nó buôn bán để cho cuộc sống của nó dương lên đâu, rồi giúp nó như vậy đó, rồi xong cái nó lấy của cải này nọ, rồi nó không chịu bán, khi mà nó có một số vốn nó chơi cho hết đó, xong cái vợ quay lại xin xỏ giúp đỡ nó hay gì, rồi đưa lên trên cộng đồng mạng làm gì mà không xin không xỏ. Rồi cô chú thương con này nọ, rồi từ từ để con làm cho cô chú thấy, ủa ai mượn thấy đó, nhìn cái bản mặt tôi bay là ưa không nổi, rồi lên trên cộng đồng mạng là toàn ăn mày ăn giật ăn dọc ăn xin ăn xỏ gì không, rồi ai mà mượn, ai mà muốn thấy, đâu có cần thấy đâu. Yêu cầu ha, tụi bay đừng có lên trên mạng là được rồi. Đó là mày giúp cho cái xã hội này nó bình yên rồi đó, rồi mày cũng tự giúp cho bản thân mày luôn rồi đó. Người ta sẽ nguôi nguôi dần, và nó lắng dịu xuống, và người ta không thấy mày xuất hiện trên mạng nữa. Để cho cuộc sống mày trở lại bình thường như xưa, rồi mai mốt tụi bay có gả gánh đi nữa thì cũng có thể đứa này lấy chồng lấy vợ được. Còn bây giờ lên trên cộng đồng mạng thấy ăn mày tình lon, nó vậy đó, rồi ai dám cưới gả. Nó nói vậy đó, đời của tụi bay còn là rất là dài. Mình làm lại từ đầu đi, không lẽ bây giờ mình cứ ăn mày ăn xin ăn xỏ trên cộng đồng mạng suốt vậy hay sao? Muốn cho cái xã hội này cu mang tụi bay hay sao? Ủa tụi bay là cái gì của cái xã hội này? Là một cái nhóm và một cái đứa cặn bã của cái xã hội này, là cái đồ bỏ đồ phế thảy rồi, không có ai muốn chú ý tới đâu. Mình đưa lên thì người ta càng ghét thôi, phải không cô chú? Con không phải con nhục mạ, con sỉ nhục gì tụi nó nghèo khổ gì, không có phải. Ý con nói như vậy để cho nó hiểu, tại vì mình nói rất là nhiều rồi cô chú, mà nó ngu mà nó còn lì nữa, nó đâu có chịu hiểu đâu cô chú. Nó là cái dạng ngu dốt, ngu lì nữa đó cô chú, vậy đó. Nó hoài không hiểu, người ta đang lợi dụng hình ảnh của mình, người ta muốn quay lên để câu like câu view, và người ta chính miệng người ta cũng thừa nhận rồi đó. Rồi phải chi mà quay mình được cái gì thì thôi, mình gán mặt chai mặt lì này nọ, người ta nói người ta quay vậy, người ta chia sẻ vậy đó, rồi bị chửi vậy đó, mà người ta ai mà có cho đi nữa người ta cũng không nhận đó, mày thấy không? Bởi vì cái bản mặt của tụi bay, bởi vì nó làm sao mà có tụi bay lết trên cộng đồng mạng là ăn mày ăn xin là vậy, với cái bản tánh ngu dốt như vậy đó, thì tao nói với mày chỉ vậy thôi, chỉ đáng được để cho người ta chửi rủa này nọ vậy thôi. Mình là cũng con người mà, phải không cô chú? Mình cũng có phải biết nhục nhã sĩ diện này nọ đồ, để sau này mình lớn lên mình có chồng có vợ rồi ha, đầu ha con cái mình nó này nọ lỡ lên nó coi rồi sao cô chú, rồi nó nhục với bạn bè như là sao cô chú. Vậy đó, lên nhìn cái bản mặt của con tình là ưa không nổi đó cô chú. Vậy đó, mà Nanh Ca đạo diễn xàm xí đú, đạo diễn xàm á, đạo diễn dỏm á, đạo chích đó nghe cô chú. Vậy mà nó tưởng nó khen nó làm đạo diễn, trời ơi nam hãnh diện quá, nam nhỏ xíu gì nè cô chú, mà nam ha được ha, người ta bia lên á cho thành đạo diễn dỏm. Nó xàm không cô chú? Nó xàm, nó ngu, nó không có hiểu mẹ gì đâu cô chú. Người ta nói trên đầu nó, mình đâu có hiểu đâu cô chú. Nanh Ca vậy đó mà nó bảo vệ tình lon, mình lên mình nói tình lon này nọ xiên ăn biếng làm lừa đảo này nọ đó, tình lon đó có giỏi nè mấy anh, là đi quay đi nè, nó đi theo giỏi, nó bán vé số này nọ mỗi ngày đi, rồi coi nó ở chỗ đâu đó, coi nó có lừa không. Ủa tụi ta đâu có gảnh hán, mày gảnh hán mày đi quay đi, mày gảnh hán quá mày đi quay những cái trường hợp, những cái nhân vật, những cái thành phần bất khảo như vậy đó, nên mày mới bị chửi đó. Còn tụi ta không có khùng, tụi tao xấu tụi tao này nọ chứ tụi tao không có khùng, mày biết không? Nó còn mày, mày khôn mày tỉnh quá trời đó. Còn nó nói tụi con á cô chú, ăn tục nói phét chàng ơi, tao nói mày nói chưa chắc mày hiểu cái câu nói đó nữa đó Nam, tao nói thiệt với mày đó. Ủa có hay không có á, trên cộng đồng mạng khán giả người ta biết,
Ủa tại sao mày nói là tụi tao ăn tục nói phép như vậy, toàn là vu khống bịa đặt xuyên tạc mày này nọ, tụi tao không có giúp ích gì cho xã hội trơn vậy đó. Ủa mà sao vậy đó, khán giả tao có khán giả vô nghe rồi, mày có đọc cái bình luận bên khán giả bên mày đó, tao cho bà bên mày luôn, nó khỏi bên tao đó. Để không thôi khán giả bên tao á, thì mày nói tụi tao á, là phe với nhau là nên nói xấu mày. Mày đọc bình luận bên mày đi đó, rồi mày hiểu chứ gì. Rồi cô chú thấy không, cô chú thấy thằng Nanka nó có cái động thái lạ không cô chú? Mình nói đi, ví dụ như mình không có mà bị người khác 4-5 kênh tấn công vậy đó cô chú phòng, thì mình sẽ lên clip liền cái nết của cái thằng này và cái nhóm của tụi nó luôn cô chú. Khi mà đụng chạm tới cái quyền lợi nó và nó sợ mất chén cơm nó sợ mạnh thường quân trở mặt nó sợ mạnh thường quân á ha, không có gửi tiền về cho tụi nó là nó quýnh quán lên hả cô chú thấy không? Nói tới nó cái là nó phải bụp lại liền ha. Còn cái này nó đâu có dám lên đính chính đâu cô chú, trong khi đó là nó đòi gặp chuyện đời thường bánh mì mấy ngày nay rồi người ta không có chịu gặp. Người ta nói là tao đã ra điều kiện vậy rồi, mày có 100 triệu thì lại nói chuyện, còn không đó thì mày biến đi đó, tao cho mày trốn chui trốn nhủi nghe, trốn cho mày hết kiếp con người của mày nghe, mày đừng có gặp tụi tao nghe, mày đừng có để tụi tao gặp nghe đó cô chú đó. Bên kia người ta khẳng định và người ta nhấn mạnh như vậy, nó mỗi ngày nó cứ nhắn tin nó xin lỗi ỉ ôi, nó nói cho ha, nó gặp đi rồi anh em nói chuyện rồi cái gì cũng được hết trơn á, giải quyết được hết vậy đó cô chú. Thì á chuyện đời thường với bánh mì, hôm qua người ta đi về Sóc Trăng đó, người ta giúp đỡ đó cô chú, cái hoàn cảnh kia đó cô chú đó. Thì thấy vậy thôi đi, cũng kệ để coi thử coi nó nói cái gì à. Rồi cái cho nó cái cuộc hẹn, nó gặp cái nó lên nó về nó chụp hình nó nồ đó cô chú thấy không, xin chụp với bánh mì, bánh mì đâu có cho cô chú. Còn nói ha cô chú tin không tin á, kệ đi, để cho là 5K nó đạo diễn thời gian đi cô chú, để cho nó nói nó sẽ cập nhật cái tin tức này mỗi ngày đó cô chú, để cho nó thử coi cho nó lấp liếm cỡ nào. Con nói rồi, trừ khi nó không có làm thôi cô chú, còn nó có làm đi con nói cho nó che đậy hết năm nay năm kia đi cô chú đó, con cho nó che đậy hoài đi, nhưng mà lâu lâu con chỉ cần đăng lên một dòng thôi là cô chú hiểu về cái thằng Nam này là nó là có hay không có và nó nói dốc nói láo hay không là biết. Ví dụ gì nè cô chú kể đi ha, cho nó gống đã thời gian đi. Cái lâu lâu cái anh Lâm anh nói bánh mì ơi, rồi cái câu chuyện thằng Nanh Ca đó nó với thằng chuyện đời thường đó nó bồi thường chưa, nó giải quyết xong chưa em đó, chỉ cần vậy thôi cô chú. Bên bánh mì trả lời xong rồi anh ơi, hoặc là chưa đâu anh ơi đó. Thì cô chú thử à, tụi con đâu có nói dốc, tụi con không có cần giải thích biện minh gì nhiều vậy trơn cô chú, chỉ cần một tin nhắn con đăng lên thôi thì cô chú hiểu rõ thằng này rồi phải không? Rồi cho nó đi cho nó ngụy biện cho nó này nọ, cho nó chửi đã tụi con này cô chú, cho nó nói đi, cho nó nói đã đi đó. Cái người thiệt thòi cũng vẫn là nó, kệ mình, cũng như là nó nói là mình đang câu like câu view, mình đang đu theo nó để mà kiếm tiền mỗi ngày, kệ đi cô chú, cho nó diễn đi, cho nó diễn đi rồi xong mình đu theo nó đó, mình phân tích mỗi ngày gì để mình có like có view mình ăn hay cô chú ha đó. Rồi xong cái tới nào mà mình cảm thấy hết câu like câu view được rồi cô chú đó, mình tung ra bằng chứng cô chú đó, tới cho đó thì ha là nó dậy sống lại nữa ha, thì nó nhục mặt nó thôi cô chú. Mình không ghé gấp gáp, mình là bên là chánh còn nó bên tà, yêu cầu mà nói gì nói cái là nó quýnh quán rồi đó. Ví dụ đi mà cô chú đặt chuyện đi vu khống nó đi, hổng gậy cô chú có yên với nó không? Con nói cô chú vậy đó, bữa hổm nó còn dám về ha, mà An Giang ha, nó dịch mặt con đại gia quận 7 đó cô chú, mà ý là chưa có xúc phạm gì chứ nghe, nó muốn chứng tỏ là nó có đủ bản lĩnh để nó hạ bệ con nhỏ đó thôi đó nghe cô chú. Chứ đâu mà phải mà nói như cái câu chuyện như bây giờ của nó đi, nó không lợi tới nhà tao hổng gài sao cô chú đó. Nếu mà tụi con nó quan nó, còn tại sao mày không lợi đi nè, nhà tao nhà cửa tao đó, có phải mày biết hết không, nó mày lợi rồi tụi tao tiếp cho, nói mày vậy đó, có hết có chứng cứ hết, tại vì tao chưa tung lên thôi, tao nói cho mày biết vậy đó. Người ta nói mình không có đi thăm cô chú, ví dụ như mới nói đi là con sẽ lên con làm tiếp tiền, là mình nói là mình không có, bây giờ mày có giỏi mày đưa chứng cứ ra này nọ không cô chú, nó có dám đâu. Khi mà nó liên lạc được chuyện đời thường và chuyện đời thường á chịu gặp mặt nó rồi đó ha, rồi xong á là đầu đặt nó về nó nổ, nó đã dằn xếp rồi mà về nó nổ luôn vậy đó cô chú. Nhưng mà tao nói với mày rồi, tụi tao có muôn vàn cách để chứng minh là mày có lấy kênh của chuyện đời thường, mày hiểu chưa? Chỉ cần một tin thôi, không cần hai tin. Chuyện đời thường ơi, 5K giải quyết xong chưa em, cái kênh nó giải quyết xong chưa em, là bên kia trả lời
rồi anh, hoặc là chưa nữa anh ơi, rồi là mày cũng chết. Tao nói mày cũng chết thằng anh ca ơi. Tao nói rồi, con người mày xấu á, thì tao để cho xã hội này nó phán xét và nó biết rõ cái bản mặt của mày á, để mục đích là gì, để cho Mạnh Thường Quân không bị mắc lừa mày. Con nói nè cô chú, tại sao anh ca nó đang quay á, mấy cái vụ mà nó giúp người này người nọ, mà tại sao á mà giờ nó nghỉ quay thì cô chú cũng biết rồi đó. Nó cũng ăn chặn giật dọc người ta này nọ, ai mà gửi tiền về cho nó gọi phân cô chú là nó chặn người ta trơn. Cô chú á, hôm qua con công chiếu có cái chị đó bên nước ngoài đó cô chú, chỉ Bình Luận đó, chỉ gửi cho thằng trọng súng ha 2.000 đô. Hôm đó đó ha, chị nói chị gửi cho thằng trọng súng, nên trọng súng trong vòng 3 phút thằng trọng súng là nó gửi số tài khoản rồi. Rồi mà hôm đó chị đi á, là bên kia người ta hết cái giờ làm việc rồi, chị nói không thôi bị mắc lừa nữa đó. Chị vô chị Bình Luận rất là nhiều lần đó. Thì con nói cô chú con gì nè, nếu mà không có ai nói được phải không cô chú? Cái này chị này ha, có hình có tên có tuổi rõ ràng nghe cô chú, chứ không phải là nó làm cái kinh giả mà nó vô này nọ mà vu khống vu quan nó đâu nghe cô chú. Con người thật việc thật đó. Tụi con nói là lấy cái chứng cứ đó, là lấy những cái chuyện làm gì của nó mà xạo xạo sự sự, thì tụi con ra tụi con nói thôi, tụi con có vu quan đâu cô chú, con nói thật. Ví dụ đi, ví dụ như mà con mà vu oan cho anh nhóc Hợi, anh Tân, hàng Bình Luận TV, hàng Yến Thanh gì đi cô chú, con nói rằng Yến Thanh nó thiếu tiền tụi con, hay là thiếu Yến Thanh này nọ đi, hay anh Tân gì 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 đó cô chú đó, thì đương nhiên các kênh kia thấy nói không đúng gì người ta rồi, là người ta là phải lên phản biện là không cô chú, phản biện liền chứ không phải đợi dằn xếp như tụi nó đâu. Đó là nói ủa Thiên Thơ ơi, tụi anh nó đâu có thiếu tiền gì em đâu mà em lên em bóc phốt tụi anh vậy, này nọ vậy đó. Bây giờ em phải giải thích và cho khán giả hiểu rõ. Còn nếu mà em có lỡ câu like câu view hoặc là em nói vu oan vu khống gì cho tụi anh đó, thì em lên em làm cái clip xin lỗi đi thì anh bỏ qua, còn không ha là anh tìm tới nhà để đối chất và nhờ công an vào giải quyết, đúng không cô chú? Tại vì người ta đâu có đâu cô chú. Còn ví dụ đi mà người ta có thiếu nợ con á, mà con lên con post như vậy có ai dám trả lời không cô chú? Như Nan Ca đó, tại sao phốt nó rồi đó mà sao mà nó không trả lời liền đi, mà nó đợi nó dằn xếp. Tại vì nếu mà nó trả lời liền á, thì tụi con tiếp tục tung bằng chứng ra nữa đó, là nó cũng bích cửa luôn cô chú, phải không? Và nó cũng không có cái lý do gì để mà ăn nói với cái bên kia. Mày đủ ngựa đi, cái mày xạo không, mày mới lên trên cộng đồng mạng mày nói còn mày không có này nọ nữa ha, rồi mày nói tao hay vu khống vu oan cho mày nữa, rồi hôm nay mày lại mày làm gì phải không cô chú? Là nó cũng khéo đó. Nói chung là Nan Ca nó khéo, nó dằn xếp trước rồi nó mới lên tiếng nói, chứ nó mà lên bậy bạ là chuyện đời thường không bao giờ chấp nhận đâu cô chú. Thì như vậy ha, thì con vu oan cho người ta sẽ lên clip liền và người ta sẽ làm tới công chuyện liền cô chú. Con này nó có dám nào, gặp con cũng vậy luôn, không có con cũng lên ha, con cũng làm dữ trời luôn nó phải cô chú. Mình oan ức mà nó còn này im gu mấy ngày cô chú, nhưng mà 2 ngày sau nghe cô chú, cái bữa đó nghe nó tụi con đăng lên rồi á, là nó cũng suy nghĩ, nó nghiên cứu. Đúng 2 ngày sau nó mới là đăng ký. Ủa nó kết bạn lại Zalo với chuyện đời thường, tại vì lúc đó là nó quỷ kết bạn nó chặn luôn. Nó tự động cái đầu cái nó năn nỉ này nọ rồi nó nói chuyện với chuyện đời thường, thì chuyện đời thường cũng đồng ý đó là phải bồi thường 100 triệu đó cô chú. Thì rồi xong á nó cũng đâu có tiền đâu. Rồi ha nó cũng nói chung là nó cũng tìm cách này nọ, nó than vãn mỗi ngày này nọ vậy đó cô chú. Rồi cái cút cuộc là gì? Cút cuộc nó thấy quá trời rồi, nếu mà kéo dài, tình trạng kéo dài á, thì á, đường nào các anh này và khán giả cũng biết chỗ của nó ở thôi, thì cũng sẽ tìm tới thôi, thay vì mình lại mình tự thú trước đi. Đó, mình lại mình năn nỉ anh trước đi thì còn cửa hơn, thì nó khôn đó cô chú. Đó, thì nó lên xong rồi ha, lên năn nỉ này nọ, nhưng mà nó chưa bồi thường nghe cô chú. Để đi, kệ đi, để cho nó đi cô chú. Để cho nó thử coi. Thử coi nó đúng hẹn không, nó không đúng hẹn nó còn chết, nó còn nhục nữa đó cô chú. Đó, cái xong cái đầu cái về, ra về xin chụp hình này nọ để đưa lên bằng chứng cứ đó kìa cô chú, để tung lên đó nha, để hạ bệ tụi con nha, để đánh tan dư luận nha, là tụi con ha, là đu theo nó như là nhân vật nổi tiếng này nọ vậy đó, chứ không có cái câu chuyện mà nó lấy kênh của ai đâu. Nó với chuyện đời thường là anh em tình thương mến thương đó ha, huynh đệ của người ta tốt lắm đó nghe, mà năm mấy nay chúng chui chúng nhủi chặn ta hết trơn đó nghe cô chú. Nó là một cái thằng xạo thì nó phải lòi ra thôi cô chú. Nó gặp đúng tụi con rồi đó cô chú. Thiệt, mấy tụi này ha mà nhát nhát ha, không bao giờ làm lợi nó đâu.
nó gặp đúng tụi con đó, tụi con không có tè, tụi con không vu khống, không nói thêm nói bớt, là tụi con không sợ, không có tè thằng nào con nào hết trơn cô chú. Tự nhiên mình không có lấy kênh với chuyện đời thường, rồi cái tự nhiên cái người ta lên người ta nói cái nó có cái động thái lạ ghê, cô chú lại tìm chuyện đời thường với bản tánh nó. Mà nếu mà nó tìm chuyện đời thường nó sẽ live stream rồi cô chú, nó live stream này nọ, nó nói cái câu chuyện cơ này nọ đó. Còn cái này nó đi nó quỳ lại người ta, nó năn nỉ người ta, nó khóc lóc, nó gian xin, nó quỳ đó muốn mòn hai cái đầu gối hoặc là sưng hai cái đầu gối đó cô chú đó, nên nó đâu dám quay, đâu dám live stream, đâu dám đăng nguội rồi gì đâu cô chú. Cô chú thấy không, nó cài cú gì lắm cô chú. Cái nhóm này nè cô chú, cái nhóm bà Man Ca nè, nó đưa cái con ngựa Bình Dương nó lập cái kênh mới luôn nha cô chú. Nó đâu dám đưa vô cái kênh nó đâu, nó mà đưa vô cái kênh nó còn giữ nữa đó, là tụi con còn làm giữ nữa đó. Nó đưa cái kênh cho cái con ngựa Bình Dương mà cái con nhỏ ngựa già chung với con ngựa ngu quần đó cô chú đó, lập cái kênh chưa có người đăng ký luôn nghe, chửi tụi con với anh Tân cô chú, mắc cười sợ không. Cái tụi này á cô chú, nó là cái dạng như ném đá dấu tay, mà cái dạng như dám làm mà không dám nhận á cô chú. Đó là cái dạng xạo xạo, dạng chích nhát á. Nên ha, là nó xúi người này người nọ chửi tụi con chấp nhận bị chửi, tụi con chấp nhận bị sỉ nhục, bị hạ bệ. Miễn sao cái mục đích của tụi con á là dẹp loạn cái đám YouTube bẩn này nè, để cho bọn này á nó không có lừa người khác được nữa cô chú, và cũng không có cho bất cứ người nào và mạnh thường quân nào á bị nó lừa. Và con cũng không muốn mạnh thường quân nào là nạn nhân tiếp theo của tụi nó, nên là tụi con phải nói mỗi ngày là mỗi ngày để cho cô chú hiểu rõ cái bọn này đó. Thì kệ đi, tụi con chấp nhận bị chửi rủa, bị mắng giết, bị hả bêu xấu, bị nói là người tốt người xấu không sao, miễn sao á con hiểu con là con người con làm sao thế nào là được rồi, con tốt hay con xấu con biết được rồi, con không cần ai biết đâu cô chú. Còn cô chú nào mà xem con mà hiểu con thì cô chú đó sẽ thương con nhiều thôi. Là con chỉ cần đó, chỉ cần những cái khán giả nào hiểu con, yêu thương con vậy đó, chứ con không có cần mà thứ mà cái dạng như mà xỏ lá bao que đâu cô chú. Cái đứa mà xạo xạo vô bình luận dạo chửi của tụi con không cần đó, đéo cần tụi nó. Mày đi về ha, bên ha, cái kênh nào mà mày cảm thấy mày thần tượng mày coi đi, mày đừng có núp lùm nha, nói cho mày biết trước vậy đó. Mình bên chánh mà cô chú, mình không gấp gáp, kệ đi, cho nó đi, cho nó giải quyết, cho nó bao che, cho nó bịt miệng, cho nó lấp liếm đi, cho nó giải thích đi, rồi cho nó lên nó chửi của tụi con đi, kệ nó, cho nó nói mỗi ngày đi. Mình đu theo nó cô chú, nó nói mình đu theo nó để kiếm like kiếm view đó, kệ mình đu theo nó, mình kiếm tiền thời gian đi ha cô chú ha. Rồi là xong sau đó cái đầu cái mình tung bằng chứng ra cái đầu cái mình có tiền YouTube, cái mình ăn mừng ha cô chú ha. Để coi coi hôm nay coi có nó có cái động thái gì, kệ nó đi ha cô chú ha. Mình nó cứ việc tà tà ngồi ăn bánh uống nước trà đi ha cô chú ha. Để coi coi thằng Nam Ca nó diễn tiếp tục cái trò hề gì nữa ha cô chú ha. Mình từ từ, mình không có gấp, tại vì mình không có gì mà phải giỏi trên cô chú. Nó mỗi ngày nó phải dắt óc nó suy nghĩ để nó giả dối, nó lừa gạt người khác và nó bao che những cái hành động của tụi nó. Còn tụi con phè phè, xiên thì làm biến thì thôi nha cô chú. Mình đâu cần đâu phải cô chú, mình đâu cần phải đu bám tụi nó làm gì. Tụi nó có là cái gì trong mắt tụi mình đâu mà phải đu bám, mình phải đu theo tụi nó câu like câu view phải không cô chú. Nam Ca nó nói nó nhân vật nổi tiếng gì nè cô chú. Ủa mày làm bao nhiêu kênh YouTube hả Nam Ca? Ủa mày về mày quay cái gì đó, quay vlog gì đó, ủa có ai coi mày không? Mày nhân vật nổi tiếng hay sao không ai coi hết trơn vậy? Ủa rồi mày làm ca sĩ gì đó, có ai coi mày không? Sao mày không làm nữa đi? Trời ơi, mấy cái đó nó tiền nhiều dữ lắm đó, rồi người ta yêu thương mày dữ lắm, mày nổi tiếng mà mày quay cái gì hả, người ta không coi. Sao mày đi làm những cái chuyện này làm chi vậy? Hả, đạo diễn ca sĩ nổi tiếng có tầm cỡ quốc tế đó nha cô chú, thì đúng rồi đó, tai tiếng nó lan truyền tới tận quốc tế đó. Con có một số khán giả bên nước ngoài đó, ai mà không hiểu rõ cái bản chất của cái bản mặt của nó cô chú, mà nó xạo xạo sự sự. Con nói cô chú gì nè, mời mốt á cái kênh Trọng Súng á với cái kênh Nam Ca cô chú đừng có đăng ký cô chú. Con phân tích cho cô chú nghe hiểu ha, nó lừa tới 3-4 đầu luôn cô chú. Vậy nè, nó tạo ra rất là nhiều kênh YouTube đó, xong cái đầu ha nó khi mà nó trúng cái trend nào đó cái nó đăng hết trơn cái kênh nó luôn vậy đó cô chú. Cái nó bán không, lâu lâu cái nó bán 5 triệu, lâu lâu nó bán 5 triệu, thậm chí ví dụ đi mà nó trúng đi cô chú chỉ có vài ngày thôi
đó là nó đủ rồi, đủ số lượng người và cái giờ của cô chú đó, thì nó bán 5-7 triệu, 4-5 triệu vậy đó cô chú. Rồi xong không cô chú, nó quay á, nó được nhiều người đăng ký và nó kêu nhiều người ủng hộ, người ta thấy tội nghiệp người ta đăng ký đó, nó mua bán tình thương của cô chú đó ha. Rồi xong phải không, nó có like có view, nó cũng có tiền luôn. Rồi phải không, nhiều người biết đến rồi thì nhiều mạnh thường quân dễ mắc lừa, gửi tiền về cho nó trục lợi luôn. Con nói đường nào nó cũng có lợi chứ cô chú. Cho nên cô chú mời mốt lang thang kiên gia nan ca à, nan ca vlog gì nè, trọng súng kiên giang này nọ đồ đó cô chú hả, cô chú đừng có đăng ký, quỷ đăng ký nó hết đi cô chú, và cũng đừng có vô xem luôn cô chú. Tại vì tụi con á, con nói rồi, 4-5 anh em tụi con á, không có làm gì được tụi nó đâu cô chú, mà phải cô chú cũng phải chung tay với tụi con, cô chú cũng phải chung tay giúp cho con một tay để đẩy lùi á, cái bọn này đó, là bằng cách là cô chú ngồi ở nhà, cô chú không xem nó, cô chú cứ để tụi con làm phản biện tụi nó là tụi con coi mỗi ngày, thì cô chú chỉ việc á, vào xem các kênh của anh em phản biện tụi con thôi, thì cô chú hiểu cái câu chuyện rồi, cô chú đừng có xem nó nha. Rồi cô chú nào cũng lỡ đăng ký rồi, quỷ đăng ký hết đi cô chú, con thử coi nó trụ nổi không, ở đó bị đặt lên dạy đời bố láo bố đời hả. Cô chú không có đăng ký nó nữa, quỷ đăng ký đi cô chú, không vô xem luôn cô chú. Nó không có like có view, con nói chỉ cần 5 ngày thôi cô chú là nó sụm nụ rồi. Tại vì nó đi lừa ăn mỗi ngày, nó kiếm like kiếm view, nó ăn giọng vô mỗi ngày cô chú đó. Còn tụi con không có sao đâu cô chú, nhiều ít gì không quan trọng, miễn sao tiếng nói con lan tỏa và để đến tai những cái người mạnh thường quân, những cái khán giả đã đang và sắp sửa này nghe cô chú, bị nó lừa gạt là không bị nữa, không dính bẫy nữa cô chú. Nó để nó lừa nó ăn phè phởn mà thái độ nó mất dạy hống hách đó cô chú, thấy không? Vậy đó, mình ăn đi, ví dụ như mình ăn giọng này nọ đi, mình nó cũng vuốt mặt nể mũi ừ thôi này nọ, còn lên nó xàm xí đú, nó lên nó đậu nó chửi này nọ, nó nói các anh em tụi con này nọ, bú con lon lên lon mập quá trời đủ mẹ nó, bú mỗi ngày đó cô chú, anh ca đó, nó bú mỗi ngày vậy đó, nó mới biết không cô chú. Rồi đó giờ nó hỏi mày muốn bú không, tao nhường lại cho mày nè, cái ý nó là vậy đó cô chú. Thì cái thằng này rồi con nói chẳng những nó bú mà nó liếm sạch luôn đó cô chú, bởi vì tình đó, giết rồi tình nó ra thân thời vậy đó. Con nó phè phản không ha, nó bú con bé lon đó. Từ đó tới giờ mấy năm nay nó còn chưa chịu buông, nó ghiền rồi, nó ghiền cái mùi nó của con bé lon rồi cô chú, nên nó đâu có chịu buông tha đâu. Nó mơi mốt mà con lon không cho nó bú, nó quay qua nó bú một tình đó, nó bú nó liếm luôn một tình. Dòng một cái thằng nam không ra nam mà bóng không ra bóng cô chú, nó để tóc nó vậy rồi hả, nó cột lên trời ơi, nó quay MV ca sĩ nghe thấy mắc ấu vậy đó cô chú. Trời ơi trời, nó nghĩ sao trời, nhìn cái bản mặt của nó kìa, không được một nút nữa đó cô chú. Rồi thêm cái chuyện mà tánh tình thì nó kỳ khôi, ghen ăn thức ở, rồi thêm cái nó lừa lọc trộm cướp này nọ vậy của người ta, kênh YouTube của người ta vậy đó cô chú. Má lên quay lên sờ sờ cái mặt, trời ơi trời, nhìn thấy thôi thua. Trọng súng gia đình của người ta đã ngu dốt rồi, người ta đã khổ gần chết rồi, còn vụ lên trên Sài Gòn mà mình nói á, là vụ thằng Trọng này nọ lên Sài Gòn đi quay YouTube cho nó này nọ vậy đó nghe cô chú, nó đâu có chịu. Mà cái clip của nó tự bán đứng nó và nó tự nói ơn nó vậy đó cô chú, mà mình nói lại cái đầu nó chửi mình đó cô chú, chứ phải mình nói thêm đâu cô chú. Cô chú nhớ không, cái bữa đó là nó về Sóc Trăng, nó rủ thằng Trọng đi quay tài le tài lưa đó cô chú đó, hỏi anh Trọng ơi, mốt em mời anh này nọ đi quay chung với em này nọ, anh chịu không? Thằng kia nó có ăn là được rồi, nó nói được, miễn mời là được rồi, đừng tốn tiền được rồi đó. Thì thằng này giống thằng ngu kia, thằng kia ham ăn chồng của cô chú, thì thằng này lợi dụng vậy đó. Ừ anh đi đi, tôi cho anh ăn đó. Mà lợi dụng được hình ảnh chồng súng nữa là tính ra là nó khôn, còn thằng chồng thì nó ngu thì kệ cho nó chết luôn cô chú. Vậy đó nghe, mở lên làm xàm xí đú, ai nói nó này nọ, đụng chạm nó chút xíu thôi chỗ luôn, nó lai chim này nọ, hay đầu lợi nhà hâm he, sao tao đợi mày hoài đó. Nó bây giờ này mày ngủ một năm ca lại luôn đi, hai thằng bay đó tụi tao du khống này nọ kiếm chuyện tụi bay đó, tụi bay lại nhà luôn đi, gần xịt, tao nói mày gần xịt vậy đó, mày kiếm lại lại đây nè tao tiếp cho. Ôi trời, mày đặt thách thức nó hù anh Tân nó, trời trời mày, tao nói mày á xui, tụi bay xui, nói chung cả nhóm tụi bay xui luôn á, gặp được các anh em tụi tao, tao nói thật.
Với ba chỉ hù thôi, hù những cái đứa con nít thôi, nó không biết gì, nó không hiểu chuyện gì, và hù á, và dụ á, những cái đứa xàm xí rú, những cái đứa siêng ăn biếng làm, những cái đứa chết nhát, những cái đứa hả ngu dốt ấy, như thằng trọng súng á, tình lon này nọ, đầu bé bầu rồi đó, mày mới lừa được thôi. Còn cả cái cộng đồng mạng người ta thông minh, người ta biết, người ta hiểu hết trơn. Còn tụi ta không dám nói tụi ta thông minh đâu. Để không thôi á, đậu nó bắt bẻ cô chú nó nè, am hiểu lực này nọ, hiểu cái lực 113131 gì không, trời mày xàm á, thiệt chứ mày á. Ai mà không biết, mày hỏi hết thử trên cộng đồng mạng ai không biết. Dù khống hả, bịa đặt hả, xuyên tạc hả, nhục mạ mày hả, ơi đi thưa đi. Trời ơi trời, tao lại mày ơi, mày hù ai hả, mày hù à. Để tao theo dõi thử coi á, hôm nay cái bài diễn cái gì, diễn cái gì á, để tao đu theo mày, tao kiếm like kiếm view rồi. Thì sao mày biết tụi tao kiếm like kiếm view rồi, sao mày á làm gì thế ghê dữ vậy? Mày cũng kiếm like kiếm view đó, thì cũng kiếm tiền giống mày thôi mà mày làm dữ vậy Nam. Trời ơi trời, mày làm thế ớn quá, tao sợ quá trời, tao rung đùi luôn nè cô chú. Thằng Nam ca con sợ nó quá trời cô chú ơi, con sợ thằng Nam quá trời, hâm he hùng hồn này nọ, phản biện ngu dốt. Thôi không dám nói nó ngu dốt đâu cô chú ơi, con ngu dốt đi cô chú ơi, Nam thông minh lắm, Nam đạo diễn tài ba lắm cô chú ơi, chỉ có Thiên Thơ và mấy cái kênh phản biện kia ngu dốt thôi nghe cô chú, không có thông minh bằng Nan Ca đâu đó. Nan Ca ơi, sao anh thông minh quá vậy anh Nan Ca, anh chỉ dẫn cho em đi, anh dìu dắt tụi em đi làm YouTube giống anh đi anh Nan Ca ơi, để tụi em kiếm cơm. Hổng gài thấy anh đó này nọ nổi tiếng quá trời, tụi em cũng đu theo, gọi là bú farm đó cô chú, đu chen rồi đó ha cô chú à, đó, để kiếm tiền vì lợi dụng hình ảnh của anh Nam Ca nổi tiếng quá cô chú ơi. Anh Nam Ca làm cả 100 kênh YouTube rồi bán lại cho người khác rồi ăn cắp kênh lợi, rồi xong nữa là mua bán tình thương của cô chú lên, kêu cô chú có thương thì đăng ký đi, rồi để con đủ cái người đăng ký xong rồi á, tụi con bán kênh để con kiếm sống cô chú ơi đó, cô chú thấy không, cô chú thấy không, mình làm mình á mắc cái mớ gì á, mình phải đi đăng ký cho tụi nó, trong khi nó lợi dụng mình đăng ký, nó mua bán tình thương của mình, cô chú nào thương nó cô chú mới đăng ký đúng không, nó gọi nó lợi dụng cái điểm đó, nó lợi dụng cô chú đó, nó mua bán kênh có mấy triệu à, cả ngàn người đó, mà nó bán có 5 triệu bạc thì cô chú nghĩ người có nhiêu cô chú, mấy trăm đồng bạc à, 500 đồng bạc à, cô chú thấy không, ghẻ bèo ghẻ tệ đó, nó mua bán tình cảm tình thương của mình vậy đó cô chú, cho nên nó mai mốt á cô chú lỡ rồi đăng ký rồi quỷ đi cô chú, đừng đăng ký cho nó mẹ chứ á, rồi không có xem nữa, cô chú cứ vô các kênh của tụi con đi thì tụi con nói là cô chú hiểu hết trơn, để hiểu rõ cái bản mặt của thằng này hay cô chú ha.